Bây giờ đoàn đang mua dép lên cano. Mấy đứa phụ chạy mà pha về đây. Đẹp quá, một đôi cùng chơi mà thôi cái đẹp anh em à. Cái này có nhỏ chút không cô? Nhỏ chút không? Áo lét lét rồi à bà? 38 chút hả? 38 Sạp cái gì bèn? Tám bảy mới mang được không má? Không phải gì dễ gì nó phải rớt luôn nó tay nhà con rớt nó chết nhà mặc bà qua trên trụng có lắm chơi chơi muốn mua về á chơi trả tiền đi em gửi cho bà đây đi về đi lấy rồi đi xe. Sáu phần rồi. Hả? Sáu phần rồi. Có chừng té bảo. Đi thôi. Rồi bây giờ đi xuống cano. Cái này nốt 20 ao trà. Cái gì 24 rồi. Chụp hình đẹp hơn. Để coi tấm hình thứ ba ra sao. Tối ơi. Chụp em tấm hình. Đã nói tối chụp. Xuống tàu nè. Mình chiếc à. Rồi mình đi. Một đoàn chiếc hả? À? Bao nhiêu chiếc trong đó? Bao nhiêu chỗ? Ồ kỳ đó em với Phường đi chiếc nhỏ à. Rồi đi thẳng luôn thôi, thẳng luôn chỗ đi kìa. Đưa hai bọc đây. Khoan.
nha. Lấy đi, lấy bọc đi rồi. À, lên tàu luôn, lên tàu luôn. Chú con xin phép thầy chút. Dạ. Ngồi giữa vậy nè, nó không cấy. Rồi, rời bến 20 phút. Đây chế đang giữ giùm cho. Rồi, cứ lấy cái đôi dép rồi đây, cái đây nè. Đúng rồi. Rồi con cá. Dạ, không sao đâu chứ, ấy đỡ đi chứ, không sao. À vậy. Tới nơi rồi. Tới nơi rồi, mấy em nhỏ thích ghê đi. Chuẩn bị xuống bơi bắt cá nè. Ôi, anh đó hổ báo gì mà sợ. Ở nhà đứng trên cao nhảy xuống đùng 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 thì không sợ. Thường có sao không con? Không sợ sao ngồi im đây vậy? Mặt lên gió mát quá. Mà xuống bước xuống coi chừng ha. Từ từ cho nó xuống. Rồi. Con xuống từ từ con. Được không cô? Cẩn thận cô. Rồi. Rồi cho bé vô bên bờ trước đi. Rồi bé Bảo nhảy xuống đây. Cẩn thận, lại. Tôi bảo ẩm nè. Rồi cho nhảy xuống nước đi. À, lấy đồ cho mẹ thấy nha. Rồi cảm ơn anh nè, cho tao thằng lượng bởi bảo ối luôn hả? Rồi dép ra mất chứ. Rồi con thấy cái mặt nó thấy cái ối mà nhìn lần biết coi chừng, mát bước xuống coi chừng. Rồi nhảy xuống đi, còn quên gì nữa không? Lại đây. Rồi, đã tới đảo rồi ha. Con em đấy. Nào chút xíu nữa mình đi mua ghế, đi kiếm ghế ra mới đi mua biển. Chơi chút xíu, chơi đi thay đồ mới chơi được. Trời chưa gì đó, mẹ ơi chơi. Đi chơi biển. Bao thì nó xạo cát. Cát đâu nè, nó thích cát như gì vậy? Bao á, đi xuống nước thì tắm. Mà đi lên bờ như này là xạo cát. Cát phải trắng rồi hả? Đi con đi. Kệ đi, ngồi thay. Không sao đâu mà, kệ. Cá biển mà, nước biển chắc nó giết chết hết rồi. Ok, đoàn mình bên đây nè.
Ở đây đi chân thông nha, không đi chân thông, chân thông không dưới. Đã luôn ha, được, tưởng như Bảo lần đầu tiên được tắm biển luôn á, lần đầu tiên trong đời thường được tắm biển. Thằng đó đâu rồi? Trời nói biển Bắc Tây Gia nha cô chú anh chị. Ra ngoài đảo, ôi ôi coi thằng đó kìa. Chị Hai đi chứ này, chị Hai có bạn rồi, có con bé trong đoàn 7 tuổi chơi chung với Thường, hai đứa thích lắm. Không dám đi ra xa đâu. Đây cá trắng lắm cô chú anh chị, nước biển trong xanh luôn ha. Ở đây mình cũng có cano lướt sóng nè, lặn nhìn san hô dưới biển, rồi chơi trò chơi lướt ván nữa. Nguyên nhà mình thì có hai em nhỏ đó, thành ra mình chỉ cho hai em tắm biển thôi. Mình ra tới đây mình cũng bị say sóng quá chừng luôn, thành ra mình cũng mệt lắm, chỉ là đứng trên bờ rồi coi tụi nhỏ tắm thôi. Để Phượng coi giờ này mấy giờ bên đây ha, 8:30, thời tiết cũng mát ha, nói chung là giờ này tắm biển cũng ok, không có nắng quá, nếu mà để tới 11-12 giờ trưa ra biển tắm không nổi đâu, nắng lắm. Ở Thái Lan á, cái nắng cũng giống như Việt Nam mình vậy đó cô chú anh chị, những cái phao mà vàng vàng vậy ha, là họ cho mình tắm trong khu vực này nha, là an toàn, mình không có ra ngoài khơi xa nha, ra ngoài khơi xa là nguy hiểm đó cô chú anh chị.
Mình bảo Bảo kìa, ra đây mê lắm. Lần đầu tiên Bảo với Thường được tắm biển đông bà cô chú ơi, nên vui lắm. Mẹ Phượng cũng ráng lết cái thân ra đây để mà cho hai em tắm biển cho vui. Chứ Phượng đi cano dở lắm, Phượng đi tàu Phượng ói lắm. Và lần này đi ra tới đây là cũng là ngày ngật chứ chưa có đến nỗi ói. Thành ra ba hỏi tiếng tắm hồn đó thôi. Cho anh dẫn hai đứa nhỏ xuống cho nó vui thì em trên bờ quay phim cho tụi nó, coi tụi nó thôi. Vui lắm. Bảo với Thường lần đầu tiên được đi biển luôn đó cô chú anh chị. Chị Hai kìa, chị Hai thì về Việt Nam không có chơi, ở nhà chơi với em đâu, chị Hai đi chơi miết à. Người lớn cũng chơi mà nít cũng chơi mà người già cũng chơi luôn nữa. Hai đi trong đoàn có con bé 7 tuổi, hai chị em kết lại chơi chung với nhau, hai coi hai đứa kìa. Đứa 6 tuổi, đứa 7 tuổi, hai đứa gái chơi chung với nhau vui không? Đi đây là chỉ có mấy đứa nít là nó mê nhất, thích lắm. Cô chú anh chị mình á, mà có dịp đi Thái Lan á, là nhất định phải tắm biển Bắc Tay Gia nha. Phượng thấy biển ở đây rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Biển xanh cá trắng rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Với cái nắng cũng không có gắt nữa. Mới 8 giờ rưỡi sáng, nhiệt độ cũng còn ok. Nói chung là không có nắng quá. Tắm biển là thời điểm lý tưởng nhất luôn cô chú anh chị ơi. Bảo đi ra, đi ra biển, đi, đi, đi Thái Lan, đi biển Thái Lan đừng đầu đầu đi bắt nghêu hả Bảo? Trời ơi, chuyến này Bảo lắc kỳ rồi. Bắt được 4-5 thất con rồi đó. Đó nè, nó nằm trong đây nè, nó vùi xuống cát lại được không? Đó. Ôi ơi, lát kiếm cái lon đem về ha. Chứ đừng đem về con ơi, đem về nó chết á. Để cho nó sống ngoài biển đi con. Bảo đi ra tắm đi. Bảo đi ra tắm đi. Bảo đi ra tắm biển đi ha. Tắm biển với chị Hai kìa, với ba kìa. Đi biển mà trên kia dọc cát không mà không dám xuống bà cô chú ơi. Thế vậy chứ mà chết nhát lắm. Gặp Bảo nó chơi dơ dữ lắm, xuống cát là nó xà xuống luôn rồi, nó không có biết dơ sạch gì hết trơn á. Đi ra biển rồi ngồi đây chơi cát không à? Lần đầu tiên chị Hai được đi biển, chị Hai vui quá chừng luôn kìa, coi kìa. Thường, còn 20 phút nữa đó. Chú này ở Cali, ở San Jose, cô chú anh chị. Đi gặp đồng hương ở Cali, chú dễ thương lắm. Cô chú anh chị nhìn chú có giống Minh Phụng không? Nãy giờ ba chồng mình nói chú nhìn sao thấy giống Minh Phụng quá, thay khổ Minh Phụng quá. Bà cô chú coi Bảo kìa,
bảo 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 vậy chứ bảo nhắc cái à. Bảo không chịu xuống biển nó ghét đâu đó. Một hai ba ai cười đẹp có hơn. Trời ơi chua cái mỏ luôn kìa. Quá trời quá đất kìa. Ông bà cô chú ơi quá trời quá đất kìa. Chua cái mỏ luôn kìa. Ôi ôi. Rồi đưa tay lập cái tim với. Rồi đi tới bờ. Bắt ra đi qua nè. Rồi tới bờ ha. Đây là vừa quay vừa chụp luôn. Rồi thuyền đã cập bến. Đi đảo mình tới đây kết thúc ha. Rồi giờ chuẩn bị mình lên thuyền. Mình lên trên trước này luôn hả ta? Rồi. Có chờ cá luôn, cá còn không? Video chia sẻ của gia đình Minh đến đây xin tạm dừng. Phượng cảm ơn sự quan tâm theo dõi video của anh chị em và các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, các bạn xem video thấy chia sẻ của mình hay và hữu ích thì hãy cho mình một lượt share nha. Share rồi mình đi lên. Người thân cùng biết đến video này của mình. Phượng cảm ơn các bạn. Các bạn yêu thích kênh An Tánh Kali thì hãy cho mình một cái like, một cái đăng ký kênh nha. Và đừng quên ấn cái chuông bên phải để mỗi khi mà kênh mình post video lên thì cô chú, anh chị em và các bạn mình có thể xem được nhé. Gia đình An Tánh xin kính chúc cô chú, anh chị em và các bạn thật thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và an lành bên người thân yêu và gia đình. Giờ thì mình xin bye bye. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị em và các bạn vào những video chia sẻ kỳ tới nha. Cũng như là chuyến đi Việt Nam này, gia đình mình sẽ quay thật nhiều video chia sẻ gửi đến cô chú, anh chị em và các bạn. Một lần nữa Phượng cảm ơn cô chú, anh chị em và các bạn đã luôn yêu thương và ủng hộ kênh của mình trong suốt thời gian vừa qua. Bye bye, thank you.